chúc mừng TV nhé. Hôm nay em với Nút đi hát, đi làm show lớn á, thành ra đi bằng xe tải nha, hơi xa. Cô chú anh chị theo chân em nhé. Đây. Lên xe tải. Nó là bên YouTube mình đó. Đây là cái thùng sắt. Đây nó làm luôn. Đây hát. Cái mối hàng này. Thằng này chế nè. Vậy mấy em kỹ sư nước ngoài mà quay Việt Nam đưa là... mấy trăm triệu luôn đấy trời. Mấy kỹ sư Việt Nam mấy kỹ sư nước ngoài mà qua đây gặp cái thì chết luôn là thua. Đây lên này trước lên kẻ này lên lên cái một luôn hay là sao ạ? Đẩy này lên đẩy này lên đậu lấy cái kè ra chắc vô bỏ ra lên luôn hả? Lên xong rồi anh em ơi. Xíu mình đi đâu cái thùng nó rớt rồi. Xíu chỉnh lại mới được. Đấy, mình để mấy ông mình qua. Xíu mình thấy quay gần cảnh xuống rồi. Quay đó, quay đó. Chào anh em nha, hay tới chỗ anh em ơi. Tôi ngồi xuống. Bạn kia, bạn kia. Tôi thằng Tấu này sáng đi. Cái mẹ nãy của mình quên cái con mắt rồi tí theo. Bây giờ tôi cho con cái rồi. Cái gì? Thấy con mắt bây giờ ra trình. Cái quay bình thường thì em để cho. Cái quay đi. Đi khỏi đây, khỏi đây, khỏi đây. Quay nha cần cảnh rồi. Nè, 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 nè. Đưa đây tao quay cho. Mày đẩy đi, đưa đây. Ông quay vô đó cho tôi, cứ việc quay vô hai cái thao cao thao hỏi đó tôi. Đừng quay ngoài đó. Thầm thẳng máy quay lại chỉ là chuyện. Mà trong khi quay quay hai ông thợ chơi dạp nữa thôi, hai ông cũng buồn không? Đó thấy chưa, đó cầm quay cho công nhận cái cây quay này đẹp quá ác ta.
Quay phim mày ở quay mày luôn đi. Đưa vô cái hai cái thao cắp cỏi đi đừng quay nó. Máy quay quá đẹp. Bởi nó chậu luôn rồi. Bởi nó chậu bẩn. Bởi nó chậu luôn. Bởi nó chậu luôn. Bởi nó chậu luôn. Bởi nó chậu luôn. Đây nè, thằng Mỹ nó quánh mày. Thằng Mỹ nó quánh mày chứ không ai quánh mày chứ. Hư xe nó đi. Làm cái chốc cái chậu bể. Chậu bể sẵn hả? Có bể sẵn đó nữa, bể thêm. Cái đó bể thêm. Bể thêm hả? Ý là sao mà nằm xuống ngoài kéo vô đó, mà nó lái vậy đó. Cho bánh cái xe mày luôn cũng được, nó cho mày ngu. Mày lấy ẩu. Cho mày lấy ẩu. Cái đó tại nó lấy ẩu. Cái đường ta bành cái như vậy đó mà lái không biết sao mà cho đụng vô chậu hư xe nó luôn rồi. Chạy xe nó chắc ăn là chạy đi. Tại đi lỗi chỗ kẹt nó chạy cho hết ra nhà nó cái ở đây nè. Nó cũng băng nhà thôi. Thì thấy đi đó, đừng để đâu đúng thủng đâu. Bỏ về đi. Ngu. Chạy xe nó. Nhà giờ vợ nó đây nhà nó chung chung. Chạy gấp xong sớm đi quay cho anh em xem mà con gái. Chào mưa nha anh em.
bạn thân ái đem đến ca thích hát của mình lựa chọn những bài hát ức thật hay và ý nghĩa của cuộc giao thiếu những dịch vụ ở với nhà anh em chúng tôi đăng ký giao lưu chương trình văn nghệ chúng tôi ngày hôm nay gặp vui lâu trọng hơn một lần nữa xin tụng kính mời và để có lấy chỗ ngày hôm nay một cái phút tiếp theo thích vui gồm sẽ là tất cả quý vị bài hát được mang tên tình em tháp mười xin mời tất cả quý vị cùng đón thức. Đi qua mưa làm gì? Ai ngờ lòng người ngoài đến nay giờ mình đã biết. Chỉ cần nỗi khác em hãy xem đã mình thôi. Anh em buổi sáng nha. Hôm nay bên đàn ga đàn trai lớn nha. Nhìn máy nè, nhìn tất cả nhìn máy. Rồi, bây giờ cho ông anh qua nè. Mấy chị mình nói dịnh, rồi thấp xuống xíu. Thấp xuống để bước mặt đi để. Thấp xuống. Rồi, chỉ được nha, 2, 3. Rồi, mấy chị này giật mâm lại. Rồi, bắt đầu, chú giải đi vô. Mấy đứa này vô theo luôn. Ừ, mày không theo luôn. Qua đi, cái đám ăn cơm.
Khải thì hiện tại quê Sóc Trăng nha quý anh chị. Quý anh chị thông cảm nha. Là một nước bái thì bên Chu Gia thăm nói với nhau là nghỉ nha, nghỉ xá thôi nha.
vui đeo vô tự nhiên đi cưng, hai đứa đeo tự nhiên vậy đó. Nghiêng cái bàn tay nha, cưng vịnh hai ngón nè, cưng chắp lên đi nãy được hả, đẹp đó. Hai đứa nhìn bái chị cưng tôi luôn coi, rồi kéo lên hôn lại cho ta hết mệt coi, hôn lại cho hoài coi. Ơi Yeah.
đây là dân hát đàn ca tài tử không anh em. Bây giờ nhạc mình làm đây nha. Có ca sĩ đó. Dạ, quay. Lễ và cô dâu lên sân khấu ra bắt làm lễ thì chương trình văn nghệ của chúng tôi cùng xin phép được bắt đầu. Và lời nói đầu tiên cho phép các cô xin thay mặt chủ tịch trên đây xin thay mặt ông Phan Sáng và đoàn công ty mừng cho hạnh phúc với đây, mừng cho hai bạn đẹp duyên trọn đời, hôm nay ngày đẹp tháng lành gia tài gái sắc tiếp thành phu thê, đôi bên giao quyến vệ lệ chúc cho xe ngẫu vệ lệ trong năm. Kính thưa tất cả quý vị quan khách kính mến, từ nhà xưa cho đến nay ông bà ta để lại những câu nói hết sức quen thuộc và gần gũi. Trồng cây thì lại muốn cây xanh, nuôi con thì lại muốn thành dân nên người, nên việc dựng vợ gả chồng cho con cái là bổn phận, là trách nhiệm, đó cũng là niềm vui và hạnh phúc. Nhân ngày vui trộm ngày hôm nay sẽ thật thiên nhiên và ý nghĩa khi có sự chứng kiến và chịu trách của các bậc sinh thành, đó là cha là mẹ. Ngay từ bây giờ, những giây phút trân trọng đầu tiên của buổi lễ, chúng tôi muốn giới thiệu tất cả quý vị những người đã một đời chịu thương chịu khó để mang đến niềm hạnh phúc cho cô dâu Mỹ Kiều và chú Lễ Hoàng Giang. Đầu tiên, về phía đại diện họ nhà gái cũng là chủ buổi tiệc cưới sáng ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được kính mời ông Đặng Văn Cường và bà Nguyễn Thị Hiền là song thân của cô dâu Đặng Thị Mỹ Quyền. Một chào đón tay thật lớn chào đón chủ hôn họ nhà gái chúng tôi. Lên sau này chủ hôn họ nhà gái tiến thẳng về sân khấu ạ. Về phía đại diện họ nhà trai, chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời ông Hoàng Vũ và bà Lê Kim Ca là song thân của chú Lễ. Ông Hoàng Giang, một chào hỗn tay thật lớn chào đón chủ hôn họ nhà trai cũng như chào đón người thông gia của chúng tôi trong ngày hôm nay. Sống với nhau cho đến hết trọn cuộc đời này, và hai bạn đã cùng nhau nắm tay quyết định tiến đến ngưỡng cửa hôn nhân. Anh về thương lại mẹ cha, trồng cao món quả sang nhà đón em. Nếu như hai họ thuận lời, thì đôi ta sẽ trọn đời bên nhau. Ngay từ bây giờ, xin mời toàn thể tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn thật dài để thay lời chúc mừng cho đôi tình yêu đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Xin mời cô dâu Mỹ Quyền và chú Lễ Hoàng Giang. Trong tay tiến lên lễ đài hạnh phúc. Chi trời vốn lấy không cao, mẹ cha đình thêm người tiếng anh. Có rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Trên sân khấu của chúng tôi hiện diện là nhà gái hoa hăng một sự quý, nhà trai nước người quán dâu hiền. Hôm nay hai họ xưa dậy, anh đi làm sĩ, anh về làm dâu. Chúng tôi vừa xin được thông báo hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2023, cũng trong ngày 25 tháng 6 năm Quý Mão, là
hàng thứ gia gia đình của ông Đặng Văn Cương và bà Nguyễn Thị Hẹn, cư trú ấp Tân Hồ A2, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Đã trùng hôm nay là ngày đặt tháng thứ lễ tứ trại tân tham gia cùng với gia đình của ông Hoàng Vũ và bà Lê Kim Hoàng, cư trú ấp 17, Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng. Niềm vui, hạnh phúc tới dưới đại gia đình chúng tôi đã xâm mỗi minh duyên cho hai bạn đó là cô dâu Đặng Thị Mỹ Quyền sáng kiên cùng chú lễ ông Hoàng Giang. Qua trong những lễ chung vui hôm nay là nhờ sự hiện diện có mặt của toàn thể tất cả quý vị quan khách và sự hiện diện có mặt của toàn thể tất cả quý vị là niềm vinh hạnh lớn nhất cho đại gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin thay mặt cho đại gia đình hạnh phúc xin nghiêng đầu trở đến tất cả quý vị một lời chân thành, một lời tri ân và một lời cảm ơn. Và để lưu lại thời khắc hôm nay kỷ niệm đẹp thì xin mời chú rể và cô dâu hãy lần lượt thực hiện các nghi thức lễ cưới. Xin mời hai em hãy cùng nhau tiến thẳng về thăm dự để tay trong tay vui dựng hôn tình yêu.
của Lan Hoa Ánh Sáng Văn Nhà Cộng Đồng hỗ trợ cho buổi lễ ngày hôm nay. Nhưng mà cũng xin cảm ơn các cô chú tất cả quý vị và tất cả uống cả hết lý gia đình của chúng tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.